Hòn đảo Lanai giống như một trại trẻ mồ côi dành riêng cho loài mèo. Tuy nhiên, những chú mèo đáng yêu sẽ được tự do chạy nhảy chơi đùa, chứ không bị nhốt trong những chiếc lồng sắt lạnh lẽo. Tất cả các du khách đến đây đều được tự do tiếp xúc thân mật với những người bạn bốn chân xinh xắn. Khu nuôi mèo rộng khoảng 2.322 m². Mèo ở đây được tự do lang thang mọi nơi chúng muốn. Tuy nhiên, nơi đây vẫn có các nhà gỗ nhỏ để các cư dân mèo tránh mưa gió. Nguồn hỗ trợ cho trung tâm dành cho mèo ở đây chủ yếu từ sự ủng hộ của du khách và những người yêu mèo ở khắp nơi trên thế giới. Đây là lần thứ 12 chúng tôi tới đây. Lũ trẻ có thể dành từ 2 đến 3 tiếng với những con mèo. Chúng rất thích tới đây. Du khách có thể chơi đùa với từng con mèo ở đây. Bên cạnh đó, du khách hoàn toàn có thể được phép nhận nuôi mèo và mang về nếu muốn. Nội quy trên đảo là thời gian tham quan, vui chơi chăm sóc mèo chỉ từ 10 giờ tới 15 giờ hàng ngày. Ban đầu, khu vực nuôi mèo trên đảo Lanai do các tình nguyện viên và du khách gây dựng nên. Nơi đây còn kết hợp với khu nghỉ dưỡng 4 mùa, nơi tổ chức một chương trình tình nguyện dành cho những người yêu động vật từ khắp nơi trên thế giới tham gia.